Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch vào nhà mới. Đấy, trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì để lựa chọn ra được ngày tốt nhập trạch ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là ngày tốt tuần thư, ngày tốt tuần thư. Các bạn hãy tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư. Thì ở trang 170, 170 thì cũng có cái tiêu chí là chọn ngày tốt để nhập trạch. Thì chúng ta có 41 tiêu chí để chọn ngày tốt nhập trạch. Vậy nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn sử dụng những cái ngày tốt này. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 34 19 để được biết thêm, tìm hiểu kỹ hơn về cái quyển sách ngày tốt thần thư. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là nhập trạch. Tháng 2 nhuận nhá. Thì tháng 2 âm lịch nhuận nó khởi từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023. Ngày mùng 1 nó là ngày kỷ mão và tháng 2 nó là tháng ất mão, tháng thiếu nhuận. Tháng thiếu nhuận, tháng tháng 2 thứ hai đấy. Đó. Bao giờ cũng vậy để tìm ra được ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh trước. Thì những ngày xấu cần tránh cho công việc nhập trạch nó bao gồm những ngày sau. Cái ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ thì nó sẽ gồm hai ngày, ngày tí và ngày xỉu. Ngày tí là sát chủ dương và ngày xỉu là sát chủ sát chủ âm. Sát chủ thì ngày tí chúng ta có hai ngày mùng 10 là ngày mậu tí và ngày 22 là ngày canh tí thì chúng ta không dùng. Thứ hai là ngày xỉu chúng ta có hai ngày mùng 11 là ngày kỷ xỉu và ngày 23 là ngày tân xỉu thì cũng là phạm ngày sát chủ ta không dùng. Tiếp theo là ngày thứ hai chúng ta loại bỏ đó là ngày thu tử. Ngày thu tử trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày thìn. Bao gồm có 3 ngày mùng 2 là canh thìn, 14 là nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ trong cái tháng 2 âm lịch này thì nó chính là ngày 11 Ngày 11 thì nó rơi vào ngày ngày kỳ xíu Đó, phạm về dương công kỵ Ngày số thứ tư chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam nương Ngày tam nương sẽ có 6 ngày Mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 Thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào Ngày mùng 3 rơi vào ngày tân tị này Ngày mùng 7 thì nó rơi vào ngày ất dậu Ngày 13 thì nó là ngày tân mão Ngày 18 thì nó là ngày bính thân Ngày 22 thì nó là ngày canh tí Và cái ngày 27 thì nó là ngày ất tị Đó là những ngày xấu cần tránh trong công việc nhập trạch Tiếp theo cái ngày xấu thứ năm chúng ta cần tránh cho công việc nhập trạch ấy, đó là ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ ấy, thì gồm 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Ngày mùng 5 thì nó là ngày quý mùi. Ngày 14 thì nó là ngày nhâm, nhâm thìn và ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày tân sửu. Đó là những ngày nguyệt kỵ. Tiếp đến ngày xấu thứ năm chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt yếm. Ngày nguyệt yếm trong tháng này thì nó sẽ là ngày dậu đúng không ạ? Ngày dậu. Ngày thứ bảy là ngày thiên tặc. Ngày thiên tặc trong tháng 2 thì nó cũng là ngày dậu đúng không Thằng này phạm nguyệt yếm này, đó, lại phạm thiên tặc. Đó, tiếp theo thứ 8 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày địa tặc. Ngày địa tặc thì nó sẽ là ngày tí, ngày tí phạm địa tặc này. Địa tặc, đó. Ngày số thứ 9 chúng ta cần loại bỏ là ngày vãng phong, ngày vãng phong thì là ngày tỵ thì chúng ta cần xem xét kỹ. Tiếp theo là ngày trực kiến thì tháng 2 là tháng Mão, kiến tại Mão đúng không ạ? Thì ngày Mão các bạn cũng cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng. Đó. Tiếp đến là ngày thứ 11 là ngày trực phá thì Mão Dậu tương xung thì tháng 2 Chúng ta cần loại bỏ những ngày dậu. Ngày dậu thì có hai ngày mùng 7 là ớt dậu và ngày 19 là ngày đinh dậu. Hơn nữa ngày dậu ấy vừa phạm nguyệt phá lại vừa có nguyệt yếm lại có thiên thạc, Vậy là chúng ta cũng phải cẩn thận. Tiếp theo ngày số thứ 12 chúng ta cần phải xem xét, đó là ngày trực bình. Ngày trực bình thì nó là những ngày ngọ thì ngày ngọ các bạn cần phải xem xét, nếu có nhiều cát tinh thì vẫn có thể dùng được. Ngày số thứ 13 chúng ta cần phải xem xét, đó là ngày trực thâu. Ngày trực thâu là ngày tí, nhưng ngày tí phạm sát chủ rồi, chúng ta cũng cứ bỏ đi, không cần không cần phải chọn nữa. Ngày thứ 14 là ngày âm thác, ngày âm thác là ngày tân dậu thì trong tháng này không có. Tiếp theo là ngày dương thác, ngày dương thác đó là ngày ất mão, ất mão thì trong tháng này cũng không có. Ngày thứ 16 chúng ta cần loại bỏ là ngày thiên ôn, ngày thiên ôn thì nó là những ngày tuất thì chúng ta cũng sẽ không dùng, nó phạm thiên ôn. Đó. Tiếp đến là ngày thứ 17 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thiên hỏa, ngày thiên hỏa nó là ngày mão, đây ngày mão phạm thiên hỏa đây thiên hỏa lâm nhập trạch nó hay xảy ra hỏa hoạn chập điện vân vân thì các bạn tốt nhất không nên dùng ngày tiếp theo chúng ta cần lại bỏ là ngày hoang vu ngày hoang vu thì nó là ngày dậu thì nó trùng với ngày gì trùng với ngày nguyệt phá à, với lại ngày nguyệt yếm thiên tạc rồi chúng ta lại bỏ rồi tiếp theo nữa là ngày hung nhật ngày hung nhật thì nó là ngày thân hung nhật thì các bạn cũng cần phải xem xét thật kỹ tiếp theo chúng ta cần lại bỏ là ngày thổ tiết yên hỏa thổ tị yên hỏa nó là ngày tỵ và ngày hợi Đấy, thì hai ngày này quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ Ngày tiếp theo chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tị, ngày tị là gì? Chúng ta cũng kỵ chuyển nhà trong cái tháng hai âm lịch. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa loại bỏ ra 28 cái tiêu chí, 28 ngày xấu trong cái tháng 2 âm lịch cho việc nhập trạch. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục ngày tốt toàn thư để chúng ta tìm ra những cái ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch cho cái việc nhập trạch. Thì để chọn ra những cái sao tốt trong tháng hai nhập trạch thì đầu tiên chúng ta chọn đến sao Thiên Đức. Thiên Đức trong tháng 2 thì nó sẽ là những ngày thân. Đó, có Thiên Đức nhưng mà thiên trong tháng 2 thì nó phạm một ngày hung nhật, vị trí chúng ta cùng xét tiếp xem xem có hung có cát tinh không. Nếu mà có nhiều cát tinh thì chúng ta có thể chọn được. Thứ hai chúng ta có thiên đức hợp là ngày kỷ. Ngày kỷ đây chúng ta có ngày 21 là ngày kỷ hợi này. Ngày 11 là ngày kỷ Sửu và ngày mùng 1 là ngày kỷ Mão. Như vậy là gì? Chúng ta vẫn ngày hợi thì lại bị phạm ngày gì? Ngày hợi thì bị phạm ngày thổ thì đến hỏa đúng không ạ? Nhưng mà nó có gì? Nó có là có thiên đức hợp. À, tiếp theo chúng ta xét đến thiên đức hợp là ngày Tị. Ngày tị thì phạm nhiều với sao xấu nhưng mà chúng ta cũng nên xem xét nhé, để xem xét sau. Tiếp đến là ngày Nguyệt Đức là ngày giáp. Nguyệt Đức là ngày giáp thì chúng ta sẽ có ngày mùng 6 là ngày giáp, giáp thân. Ngày 16 là ngày giáp ngọ, đó. Và ngày 26 là ngày giáp thìn thì giáp thìn phạm tụ tử trong dùng được. Như vậy là gì? Ngày thân này, ngày thân thì vừa có gì? Vừa có thiên đức lại vừa vừa có vừa có nguyệt đức, đặc biệt là ngày giáp, ngày giáp thân vừa có thiên đức, nguyệt đức. Vậy nên chúng ta có thể chọn ngày mùng 6 là ngày giáp thân. Là ngày tốt đầu tiên. Thứ hai là ngày giáp ngọ là ngày 16 đúng không? 16 là giáp ngọ. Thì chúng ta cũng thể dùng cho việc khai trương được vì nó là ngày dân nhật. Đấy, ngày dân nhật thì rất tốt cho việc khai trương. Tiếp theo chúng ta xét những ngày người đức hợp là ngày kỷ. Ngày kỷ đây chúng ta có ngày kỷ hợi là ngày 21 và ngày kỷ xíu là ngày 11. Thì ngày kỷ hợi nó bị phạm ngày thổ thì đến hỏa nhưng nó lại có gì? Nó lại được người đức hợp, vậy nên chúng ta vẫn có thể dùng được. Chúng ta chọn ngày 21 là ngày kỷ hợi. Tiếp theo chúng ta chọn đến ngày hoàng đạo là ngày mùi. Ngày mùi chúng ta có hai ngày là 17 và ngày 29 17 là ngày ất mùi. Và ngày 29 là ngày đinh mùi. Còn ngày mùng 5 quý mùi thì nó phạm một ngày nguyệt kỵ rồi, chúng ta không dùng. Đó. Một ngày tốt nữa chúng ta cần chọn đó là ngày minh đường, minh đường là ngày mão, nhưng ngày mão lại có thiên hỏa thì tốt nhất chúng ta không dùng. Tiếp đến là ngày uh, thiên ân. Ngày thiên ân thì chúng ta sẽ có những ngày sau này, ngày giáp tý này, ngày ất Xỉu này ngày bính dần ngày đinh mão thì đều không có đó tiếp theo là ngày mậu thìn ngày kỷ mão ngày mậu thìn ngày kỷ mão kỷ mão ngày mùng 1 thì ngày sóc rau dùng ngày canh, thìn, ngày canh thìn ngày canh thìn ngày mùng 2 phạm tu tử ngày nhâm ngọ ngày nhâm ngọ trong tháng này là ngày mùng 4 ngày mùng 4 ngày ngọ thì nó cũng không được tốt chúng ta không dùng tiếp theo là ngày quý mùi là ngày mùng 5 thì phạm nguyệt kỵ ngày kỷ dậu ngày canh tuất ngày kỷ dậu thì không có canh tuất là ngày cũng không có đó tiếp theo là ngày tân hợi tân hợi cũng không có nhâm tý và quý sửu nhâm tí quý sửu tháng này cũng không có đó ngày tiếp theo chúng ta chọn là ngày mẫu thương ngày mẫu thương nó là ngày hợi ngày tí, ngày tỵ và ngày ngọ hợi tý tỵ ngọ thì ngày tỵ và ngày tí thì nó là ngày xấu này như vậy còn ngày ngọ thì ngày mùng bốn này chúng ta vẫn có thể chọn được ngày nhâm ngọ nó là ngày thiên ân hơn nữa nó lại nói được gì nó lại được là ngày mẫu thương nữa đó vậy nên là nó cũng đáng để dùng như vậy chúng ta có thể chọn thêm ngày mùng bốn là ngày nhâm ngọ nhâm ngọ đó là ngày tốt thứ thứ sáu tiếp theo chúng ta chọn ra đến những ngày trực thành ngày trực thành thì nó là ngày ngày trực thành là ngày hợi chứ là ngày hợi còn ngày mùng 9 ngày mùng 9 chúng ta vẫn có thể dùng được ngày 21 chúng ta chọn rồi đó. còn ngày mùng 9 mùng 9 là ngày đinh hợi Đấy, thì cũng là một chỗ ngày tốt ngày tốt tiếp theo mà chúng ta cần phải chọn đó là ngày trực khai trực khai là ngày xỉu ngày trực mãn là ngày tỵ đó và một ngày tốt cho việc nhập trạch thì đó là ngày nhập trạch chiêu đường, đó là ngày cực tốt. Với tháng đủ thì nó sẽ là thì tháng này là tháng thiếu có 29 ngày thì tháng thiếu thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn ngày mùng 1, mùng 4. Mùng 4 ta chọn rồi là ngày nhâm ngọ này, mùng 1 thì chúng ta kỵ không dùng. Ngày sóc chúng ta không dùng. Đó. Ngày mùng 8, mùng 10. Mùng 8 là ngày bính tuất không chọn được, ngày mùng 10 là ngày mậu mậu tí thì nó bị phạm ngày sát chủ. Ngày 11, ngày 16, 11 là ngày kỷ sửu phạm người, cũng phạm ngày sát chủ. Ngày 16 là ngày bính ngọ ta chọn rồi này. Tiếp theo là ngày 17, ngày 17 là ngày ất mùi ta chọn rồi. Ngày 20, ngày 24, ngày 20 nó là ngày Mộ Tốt không chọn được. Ngày 24 thì nó là ngày ngày nhâm dần, đấy chúng ta còn ngày 24 nữa. 24 là ngày nhâm dần. Đó. Tiếp theo là ngày 26 và ngày 29. Ngày 26 thì nó là ngày giáp, giáp thìn, còn ngày 29 thì nó là ngày đinh mùi. Như vậy ngày 29 ta chọn rồi, đó. Như vậy là trong cái tháng 2 lịch thì chúng ta đã lựa chọn ra được 8 ngày tốt. 8 ngày cực tốt đại cát cho công việc là nhập trạch vào nhà mới. Đó. Thì quý vị có thể lựa chọn ra cho mình một trong những ngày phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn cho việc nhập trạch được hanh thông thuận lợi. Thì bên cạnh việc nhập trạch thì các bạn thực hiện công việc là bốc bát hương vào nhà mới. Thì trong quá trình vào nhà mới thì các bạn sẽ sử dụng cái thất bảo để bốc lại bát hương. Bốc bát hương mới, còn nếu trong trường hợp các bạn mang bát hương cũ đi ý, mà cái bát hương cũ mà vẫn chưa có cốt thì trong ngày này các bạn cũng tiến hành là nhập đúng ạ nạp cốt nạp cốt cho bát hương luôn cái cốt bát hương nó sẽ giúp lưu trữ cái linh khí của bát hương lưu giữ linh khí của và lời nguyện cầu của gia chủ để giúp cho bát hương không bị hỗn tạp và nó thông linh với lại gia tiên với lại các bậc thần linh được tốt hơn đó đó như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành cái công việc là nhập trạch đúng không? nhập trạch nhập trạch vào nhà mới Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. À, các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái quyển sách này tốt toàn thư thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với số 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng quyển sách này. À, xin cảm ơn.